đã hẹn sẽ gặp nhau nơi ấy, xanh một rừng cây và đẹp tiếng hát con người. Đường còn xa nhưng đôi chân vẫn dẻo dai, một mái nhà chung ấm áp phía chân trời. Gửi những ai còn ở lại, nơi nào hoang vu nhất, nơi đó vẫn ấm hơi người. Hãy hát về nhau trên đường thiên lý, và bỏ lại phía sau mặn đắng cuộc đời. Gửi những ai còn ở lại, nơi nào hoang vu nhất, nơi đó vẫn ấm hơi người. Hãy hát về nhau trên đường thiên lý, đi tới phía chân trời chỉ có một mặt trời. Chị dạ, 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 cảm ơn chị ạ. Dạ. Em có sao không? Chị ơi, chị ăn trời, đồ ăn không có ngon. Ăn không? Ăn lấy tôi miếng rau coi. Nhìn đồ ăn thèm quá. Ông này ăn nhiều quá. Lắm rồi. Qua đây, qua đây. Ngồi đây với em nè. Ngồi đây đi. Ông qua đây ngồi với tôi nào ông. Các đồng chí ăn cho no nghe. Ăn no đi rác làm. Mày to xác vậy, ăn ít cơm sao no được. Thì mình cũng phải ép lại cái dạ dày mình chứ, anh ba. Nghe tin anh ba đi học giao ban dưới tỉnh về, có gì vui không? Cho anh em biết với. Nhiều tin vui lắm, tôi bán tin vui cho mọi người nè. Ai cũng muốn nghe thì qua đây. Tin vui mới nhất á là đài truyền hình Việt Nam biết tỉnh mình xây dựng tháp truyền hình nên đã đặt vấn đề mua sóng. Đài truyền mương mà cũng mua sóng của tỉnh mình nữa hả anh ba? Cứ hiểu đại loại á là tháp truyền hình của tỉnh mình sẽ là trung tâm thu phát sóng của cả khu vực. Nói tóm lại là sau khi tháp hoàn thành là các đài trung ương sẽ mua sóng của tỉnh mình để phủ sóng đài truyền hình Việt Nam đến các vùng này, và họ sẽ hợp tác với chúng ta xây dựng chương trình mới. Mời cô uống nước. Dạ cảm ơn cô. Quán này tôi mở ra đó là để lấy tiền lời phục vụ cho trẻ em ở trường Câm Điếc. Tôi thật bất ngờ khi biết về chuyện này. Thiệt tình thì tôi chưa hiểu. Cô cứ gọi tôi là bà Lệ Thanh. Trước đây á, khu đất này hoang tàn lắm. Tôi đã bỏ ra 2 cây vàng để xây tường bao và đồng thời sửa sang lại. Dạ, bây giờ bà cần gì ở tôi, xin bà cứ nói. Tôi chỉ được ở đây khoảng nửa tiếng thôi. Bà biết rồi đó, cận ngày đi học xa, tôi còn quá nhiều việc cần phải làm trước khi đi. Cảm ơn cô. Đã từ lâu tôi muốn gặp cô nhưng không có dịp. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất và quả là hên cho tôi. Tôi muốn bà nói chuyện ngắn gọn hơn được không? Được chứ. Ngắn gọn là như vậy. Tôi phải giới thiệu sơ qua về bản thân tôi trước, và sau đó là quan hệ của tôi và gia đình cậu Sáu Lé, cha cô. Tôi yêu cầu bà không được nói bất kỳ ai là cha của tôi khi sự thật chưa được xác minh. Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ tôi muốn bà nói tất cả những gì về quá khứ mà bà cho là liên quan tới tôi. Tôi tuy nhỏ nhưng đã lãnh đủ mọi điều do người lớn gây ra mà không dám nhìn vào sự thật. Cầu Chúa phù hộ cho cuộc trò chuyện này. Tôi thực ra chỉ là họ hàng xa, nhưng là bạn thân thiết nhiều năm của vợ cậu Sáu Lé. Chuyện riêng tư của cậu Sáu á, thì cổ không biết. Nhưng tôi lại là người biết rất tỏ tường, tại vì nhờ có đứa cháu cùng nhóm với lại cậu Sáu. Cậu Sáu là người rất chi là bạc mạng, nhưng lại là người có hiếu với cha mẹ và có trách nhiệm với người thân. Sau tháng 4 năm 1975, cậu ấy bị chính quyền bắt đưa đi cải tạo, và sau đó được tha về sau 3 năm. Cậu Sáu lại không lo làm ăn. Bao nhiêu tiền nong tích góp của vợ con cậu ấy lại đem lo lót để đi vượt biên. Nói thiệt là tội lỗi, và nhờ có Chúa lòng lành. Trước khi đi, cậu ấy nói hết sự thật về chuyện của cậu ấy với má cô và cô.
Thậm chí cậu ấy còn gửi lại cho cô 2 cây vàng và nhờ tôi trao lại cho cô sau này khi cô lớn lên. Nhưng tôi không nhận. Bây giờ thì mọi chuyện đã rồi. Và nói có Chúa, cả vợ chồng con cái Sáu Lé đều hiến thân cho biển cả. Cũng may là ông bà già của Sáu Lé lại được cứu thoát. Chuyện dài lắm cô à. Tội thiệt là tội. Ông bà lâu nay chỉ còn tôi là người thân để mà viết thơ về. Mảnh vườn này là của ông bà. Tôi dựng quán xá này là để lo cho mấy người tàn tật và cũng để giữ đất giùm cho bạn. Tôi được ông bà thường xuyên thư từ qua lại. Mới rồi ông bà báo tin khi nào nhà nước cho về thì họ sẽ về định cư ở quê nhà. Chứ sống tuổi già ở bển và sống bằng tiền trợ cấp xã hội, tuổi lắm. Câu chuyện này nếu được cô cho phép, tôi sẽ báo tin cho ông bà. Chắc ông bà mừng lắm. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bà đã nói ra tất cả những gì mà tôi chưa bao giờ được biết. Nhưng xin bà hiểu cho, tôi chưa hề có tình cảm với những con người này. Như tôi đã nói, tôi cũng không muốn mình là người không có gốc rễ. Mình không việc gì phải chối bỏ gốc rễ của mình. Dạ chào bác. Bác tới đây có việc gì? Bác cần gặp ai? Dạ thưa, tôi muốn gặp ông Xuân Thành, phó bí thư tỉnh ủy. Bác có giấy tờ gì không? Dạ thưa có. Đây, tôi có chứng minh. Dạ thưa, chú Thành đi công tác. Bác muốn gặp chú Thành phải đúng lịch ngày tiếp dân kìa. Tôi muốn nhờ cậu. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Tôi có đọc báo, nghe nói về chuyện hòa giải hòa hợp. Mọi người dân Việt là phải chung tay xây dựng cuộc sống mới này. Cho nên là mới gặp, nói chuyện riêng tư thôi mà. Vậy thì bác phải đến, đúng là lịch tiếp dân bác à. Tôi chỉ đến hỏi chuyện nhỏ nhà tôi, thi đậu đại học, tại sao không được đi học. Tôi có viết thơ hỏi tỉnh rồi, nói là có ý kiến của ông Xuân Thành, nên tôi mới tới hỏi chuyện này. Lịch tiếp dân của chú Thành là... Tôi chỉ muốn gặp ông Xuân Thành, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Mà nè, câu gì? Bác rắc rối quá. Dạ, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Có đúng là thiệt lòng hay không? Hay là cái trò mị dân như thời ông Diễm ông Thiệu? Nè, bác này ăn nói lung tung quá. Dám so sánh ông phó bí thư tỉnh ủy với cái đám Thiệu Diễm. Yêu cầu bác đi ra khỏi khu vực này. Tôi xin lỗi cậu. Tôi về. Mấy em ơi, nghỉ chút ăn trưa đi mấy em. Anh chị cứ ở dưới đi, tụi em rà xong cái đám này tụi em xuống liền. Không được vào khu vực này, nguy hiểm lắm. Trời, mấy cậu này, nguy hiểm với tôi, còn các cậu thì sao chứ? Chị không coi biển báo khu vực nguy hiểm à? Thôi, đã hết giờ làm việc rồi, nghỉ đi thôi mọi người. Không giỡn cho thằng chết được đâu, chị xuống kia giùm tụi em đi. Tụi em gỡ hết đám này rồi xuống ăn trưa luôn. Đúng rồi đó mình, để cho nó làm xong cái đám này rồi ăn cơm sau mà. Dạ. Dạ chào chú. À chào cô. Chú có phải là... Đúng rồi, tôi Xuân Thành nè. Dạ. Nghe mấy người quảng cáo cho quán cô dữ quá, nay tôi tới thăm. Dạ, vậy chú uống gì ạ? Cho tôi ly cà phê đá nghe. Dạ, cho một ly cà phê đá nha. Dạ. Dạ mời chú ngồi. À. Được chú quá bộ đến quán con, con cảm thấy vinh hạnh quá. Dạ. Cháu là Thu Sương đúng không? Dạ con là Thu Sương đây ạ. Vậy ba má cháu có nhà không?
Dạ. Có ba con hiện đang ở trong nhà, còn má thì đã ra chợ từ sáng. Cho chú gặp ba cháu một chút nghe. Dạ. À chú, chú định gặp ba con có chuyện gì không? Nói chuyện chơi thôi. Hôm bữa ông có vô tỉnh ủy tìm chú, nhưng chú đi công tác. Chú Thành à, ba con á, ổng cũng hơi bị khó tính. Nếu như mà ổng có chuyện gì sai thì chú bỏ quá giùm ba con nha. Đừng nói vậy. Người bị ức chế quá, sanh ra bất thường chút chút thôi. Dạ, vậy để con vô mời ổng ra nha. Khoan. Để chú hỏi cháu chút. Dạ, chuyện gì nữa chú? Chú hỏi thiệt nha. Dạ. Cháu có biết tiếng Anh đúng không? Dạ, con cũng biết giao tiếp thường thôi à. Vậy cháu có biết đánh máy không? Dạ có biết ạ. Rồi, nếu cháu thích, chú sẽ giới thiệu cho cháu vào học khóa văn thư lưu trữ của tỉnh sắp mở. Thiệt hả chú? Thiệt. Quán cà phê sách báo trẻ của cháu rất hay. Dạ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc làm thêm thôi. Thanh niên phải tham gia công tác mới mở mang tầm nhìn ra được. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Thôi để con vô gọi ba con ra chú ha. Ờ. Dạ, con mời chú. Chào dạ, anh. Dạ, chào anh Thành. Dạ, mời Thành ngồi. Anh ngồi đi. Dạ. Dạ, đúng là rồng tới nhà tôm. Hôm trước anh có tới, nhưng mà tôi đi công tác. Vậy nghe anh em phản ảnh, nay tới thăm anh đây, rồng tôm cái gì? Tôi tới gặp anh là rõ rồi. Còn anh tới tìm tôi mới là chuyện lạ. Chuyện bình thường mà anh. Cái đâu có bình thường. Anh là quan lớn, còn tôi là dân đen. Nên có nhiều tì vết, nên là có gì sai sót xin anh bỏ qua cho. Lớn nhỏ gì á cũng chỉ là dân thôi anh. Xuân Thành nói rồi, đối với mọi người còn rào cản, còn phân biệt, còn khó khăn, mà rào cản á cũng tự mình rào mình thôi. Nói á thì dễ, mà thực hành được á là khó lắm đó. Hồi chế độ ông Diệm á, tôi bị thương, tới Vinh tỉnh trưởng để thắc mắc. Đám lính đã đuổi từ xa luôn. Thì bây giờ khác trước, anh càng có dịp để so sánh, đúng không? Đâu dám, đâu dám. Hôm trước tôi lỡ nói ba láp ba xàm, anh hãy bỏ qua cho nghe. Cảm ơn anh Thành đã tới chơi. Thiệt tình á, tôi không ngờ là được gặp anh ở đây hôm nay. Cái chuyện nó như trong mơ vậy đó anh Thành. Tôi á là dân nghiện cà phê. Ông bố cô chủ quán đã tôi ly cà phê này nghe. Dạ được. Được ngồi uống cà phê với anh Thành ở đây, dù có trong mơ cũng không gặp được. Mọi chuyện có gì anh Thành bỏ qua cho tôi nghe. Bỏ qua, bỏ qua. Lấy vui làm gốc mà anh. Dạ. Sức khỏe của con có vấn đề rồi đó. Ba thương nè, má thấy con á xuống sức nhanh vậy, nghe lời má đi khám bệnh đi con. Má đừng có lo, con mệt đó là vì dồn sức, mà giống như ngày xưa hành quân mấy ngày liền á, rồi lúc được nghỉ á, giống như người bệnh vậy đó. Nhưng mà nghỉ vài bữa thì con lại khỏe liền má à. Con đã 40 tuổi rồi chứ không có còn trẻ nữa đâu. Lần này á, nếu con không nghe lời má đi khám bệnh cho ra lẽ, má không cho con đi đâu hết á. Dạ, con sẽ cố gắng nghe lời má. Má yên tâm nghe. Mai Hằng nó tới kìa con. Má. Con. Má, má khỏe không má? Má khỏe. Anh. Em. Anh khỏe chưa? Anh khỏe rồi. Thôi, hai đứa ở đây nói chuyện, để má vô nhà nấu nồi xong cho thằng Ba Thương. Dạ. Má vô nghe. Dạ. Trời. Trời, em coi coi. Trời đất ơi. Cái gì vậy em? Trời. Sao anh ốm tăm ốm teo mà gầy trơ xương ra vậy? Râu ria thì tua tủa. Sao anh không cạo đi? Nhìn anh bây giờ giống phun rô lắm đó nha. Em ơi, tại vì anh mới vừa về, chưa có kịp cạo đâu, chưa có thời gian trang điểm. Trời ơi, anh mà cũng trang điểm nữa hả? Em nè. À, Mai Phương nó có vui không em? Ừ, em không biết. Em không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn của con nhỏ nữa. Mấy bữa nay em trông anh về để nói chuyện này đó. Ủa, em à,
Có chuyện gì sao em lại ngập ngừng vậy? Thì trời ơi, em chuyện này em hay là đã có chuyện gì ở trường hả? Không phải như vậy. Em cứ nói đi anh nghe đây. Ừ, mấy hôm nay á, em cứ trông anh về để hỏi, vì em tin chắc chỉ có anh mới cho em lời khuyên chính xác nhất. Vậy thì em cứ nói đi, anh cảm thấy lo rồi đó bà Hằng à. Mấy hôm nay có một bà tự xưng là người nhà của Sáu Lé tới tìm con nhỏ, nói là muốn nhận lại nó. Ủa, gia đình Sáu Lé mất tích hết rồi mà. Nói vậy anh cũng biết rồi hả? Anh biết lâu rồi em à. Anh có mấy người bạn bên an ninh á, họ nắm được hết em à. Nghĩa tử là nghĩa tận, em cũng không biết xử sự sao nữa. Ông bà nội của con bé ở bên Mỹ á, nhờ bà bạn bên này đi dò la, rồi bây giờ muốn nhận lại cháu đó anh. Rồi ý của bé Mai Phương như thế nào hả em? Em không ngờ là con bé xử sự rất tử tế và người lớn. Nó nói với em là con biết má sợ con còn nhỏ nên chưa có nói ra. Lâu nay con vẫn muốn biết điều này. Này con lớn rồi, má cứ để cho con. Nó nói với em như vậy đó. Anh nghĩ là bây giờ em phải tâm sự hết với con về những éo le hoàn cảnh của cuộc đời mình. Mình phải tôn trọng quyền tự quyết của con em mà. Thì em cũng đã làm như lời anh đã nói đó. Ừ. Bé Mai Phương á, dạo này lớn quá chừng luôn đó anh. Đôi khi em thấy là nó còn dài dặn hơn các em nữa. Vậy hả em? Dạ. Có thể đợt này ông bà nội của bé sẽ được trở về. Chính sách hòa hợp hòa giải, người ta tạo điều kiện cho những trường hợp này quay về đoàn tụ em à. Nhà nước á, người ta còn hòa giải hòa hợp được thì mình cũng đừng nên quá mặc cảm em à. Em hiểu rồi. Ừ. À, anh cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Có gì mình tính cưới trong đợt này luôn nha. Anh, bé Mai Phương nó cứ hỏi em hoài à, là khi nào má với bác ba đám cưới đó. Dạ cho em gửi anh chị. Dạ cho em gửi. Ủa má, má bán hàng sao mà bây giờ về rồi vậy? Trời ơi, má mừng quá đi con. Mới bán một cái dèo à, má hết trơn 10 kg bánh canh luôn đó con. Vậy hả má? Là về sớm dữ người ta. Thì mới bán có một chút là hết trơn luôn rồi. Bộ vừa bán vừa cho hay sao lẹ dữ rồi bà. Cái ông này, trời ơi, mừng quá trời luôn đây nè. Tôi không ngờ là mấy chị ngoài chợ vẫn còn nhớ Thu Tuyền này nè ông. Gì? Nhớ bà? Ừ. Bộ mấy bà không sợ liên lụy hả? Cái ông này, suốt ngày ông ở trong xó nhà không à, làm sao ông biết được cái gì? Đó thì bởi. Rồi sao nữa bà? Trời ơi, mấy bà mấy chị ở ngoài chợ hả, thấy tôi ra mừng hết biết luôn á. Trời, họ đua nhau hả, hô hào lên, ăn ủng hộ tôi quá trời luôn. Trời vui quá là vui ông ơi. Vậy à. Má, vậy ngày mai con nói mấy anh chị phụ giúp coi hàng giùm con. Con ra chợ với má nha. Rồi. Ngày mai á, tôi cũng ra chợ với bà coi sao. Thiệt hả ba? Ừ. Vậy ngày mai cả nhà mình cùng đi ra chợ nha ba. Ừ. Ngoài chợ bây giờ hả, cũng vui lắm á. Mấy bà ngoài chợ hả, hứa là sẽ nhường cho tôi một cái gian hàng để bán bánh canh đó. Vậy hả má? Vậy là má phải khao cả nhà đó nha. Đương nhiên rồi, đây nè, má đã mua sẵn rồi đây nè. Để tối nay chiên sụ cho ba mày nhậu đi nè. Trời đất ơi, nhà mình làm sao ăn hết ba con cá này được? Ờ thì mời luôn mấy cái đứa phụ của con ở đây nè, cùng ăn luôn cho vui. Dạ. Con mời Chiến qua đây ăn luôn cho vui. Dạ. Nhưng mà ảnh đi công tác rồi ba. Vậy sao? Má. Ủa. Dạ con chào má. Tụi con mới về hả? Dạ. Trời ơi, sao về trễ vậy con? Má tưởng tụi con không có về nên má mới vừa ăn cơm với rau luôn rồi.
Dạ, tại tụi con phải giải quyết hết công việc mới về được chứ má. Ờ. Má nè, má coi con trai má giỏi chưa? Trời ơi, sao con mua cái gì mà nhiều dữ vậy? Mấy đứa con định tổ chức một mâm để mời bà con cô bác xóm giềng đến chơi. Sẵn giới thiệu vợ tương lai của Hai Chiến, nhưng sợ má không ân thuận nên thôi. Tụi con á lắm mánh lắm khóe, nhưng mà không có qua mắt được bà già này đâu. Má, tụi con thật thà nhất đó má. Vậy á, sao con không rủ cô đó về chơi cho vui? Má đồng ý nghe, để con kêu cậu ha. À, vậy là hai đứa con bố trí hết rồi phải không? Dạ không, tụi con định chở Thu Sương về đây chơi thiệt đó má. Ờ, vậy rồi sao cô đó đâu không về? Dạ một phần chị sợ má chưa ân thuận nên thôi. Tụi bay á, làm như bà già này quan trọng lắm vậy. Má hả là quan trọng nhất. Đời con á chỉ có mỗi mình má à. Má vui á là con mừng rồi. Thôi, trời mà không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Nói chuyện với tụi con á, nóng cả ruột à. Má, má thấy cổ có đẹp không má? Bao đời nay á, các cụ đã dạy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó nghe. Nhưng gỗ cũng tốt mà nước sơn cũng đẹp thì càng hay chứ má. Ê, thằng này nói hay đó nha. Gỗ nào tốt? Tốt mà má. Thu Sương á, vừa khỏe mạnh lại học giỏi nữa, coi như chỉ dương lên lắm đó má. Khen vậy á, sao không cưới luôn cho rồi? Má ơi, thằng Hai Chiến á, nó sắp đi học khóa cao cấp chính trị, tập trung ở trên T78 á. Cưới rồi lỡ mấy ông tổ chức soi mối lý lịch bên vợ nó thì không có ổn đâu má. Hả? Ai soi lý lịch vợ nói tao? Tao làm cách mạng ba đời nè. Mấy ông trung ương á, vô T78 tao quen hết trơn hết trọi á. Má, vậy tụi con cưới nhau được hả má? Được, nhưng mà cưới nhau rồi á hả, kéo nhau đi, bỏ bà già này một mình cũng vậy thôi. Anh đi có một mình thôi à? À không, có má tôi với mấy người nữa ngồi chờ ngoài kia. Anh thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Tôi biết bệnh mình khá trầm trọng nên tôi cũng đã xác định rồi. Không không, anh rất cần sự nghỉ ngơi. Dứt khoát anh không làm bất cứ việc gì, tập trung vô điều trị. Bác sĩ à, bác sĩ nói thật đi, bệnh tôi nặng lắm đâu phải không? Không, nó... Tôi đã xác định rồi, bác sĩ đừng có ấp mở nữa. Gặp người khác thì tôi không nói, nhưng mà gặp anh thì, là người đã từng giàu sanh ra tử, thì thôi tôi đành phải nói thiệt. Anh bị mắc bệnh ca. Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi xin bác sĩ một điều là giấu chuyện này giùm tôi có được không? Được rồi, quan trọng nhất là anh phải được nghỉ ngơi và chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghe lời của bác sĩ. Nhưng có điều, những việc tôi sắp làm phải tính toán lại với thời gian còn lại của mình. Phương Nhân à đi, hả? Chờ với. Hôm nay mới thực sự là đi chơi đó nha. Lâu rồi hai đứa mình mới có dịp đi chơi vui như vậy đó. Phương cũng vậy. Lâu lắm rồi không được đi chơi. À anh Quốc, có chuyện gì vui không kể Phương nghe đi. Khi nãy anh nói anh mê Beethoven, nhưng thật ra chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Mà anh cũng không hiểu tại sao con người ta có thể tạo ra những âm thanh nghe mê hoặc như vậy luôn á. Có phải là ông gặp nhiều bất hạnh không? Cũng có thể. Cha của Beethoven là một nhạc sĩ cung đình và là người thầy đầu tiên của Beethoven. Hay nói đúng hơn, ông là một nhạc sĩ rất là thô bạo, hay đánh đập và không bao giờ chịu chấp nhận con mình là một thần đồng, mặc dù con ta rất là lỗi lạc. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ông là người nghiện rượu mà. Beethoven là cái gạch nối giữa nhạc cổ điển và lãng mạn. Hay nói đúng hơn, ông là người mở đầu giai đoạn đầu tiên của nhạc giao hưởng đó. Trời ơi, mỗi lần mà nhắc tới hai thiên tài Mozart và Beethoven, tự nhiên da Phương nó nổi hết lên rồi nè. Sao vậy, có gì đâu. Bởi vì á, cuộc đời của họ khổ từ nhỏ, lại bị chính ba mình hành hạ nữa. Khai thác đến cùng kiệt, sao mà khiếp đảm vậy. 6 tuổi đầu Mozart đã sáng tác và biểu diễn. 6 tuổi đầu thì con người ta đã biết gì về cuộc đời cơ chứ, đúng không? Đúng rồi, cái chết của Mozart cho tới bây giờ các nhà giả thuyết cũng không bao giờ lý giải được hết.
Không ngờ anh Quốc nhà ta cũng hiểu biết giọng nhạc ta. Vậy chứ sao, mình được ba cho nghe rất là nhiều đĩa, nghe rồi á ghiền luôn, xong rồi tìm hiểu vậy thôi à. Em cứ tưởng là anh Quốc á ham học toán nè, ham khoa học tự nhiên à dè. Vâng. Ai vậy? Đứng lên đi Phương. Tại anh á. Phương à, Einstein á cũng là một nghệ sĩ lớn đấy em ạ. Vậy hả? Đây là trà artiso, uống vô là mát mật mát gan đó nha. Vậy chút về anh Thành cho tôi ít nghe. Ông bà già trên Lâm Đồng mới gửi cho một bịch lớn. Hôm nay anh Thành kêu tôi qua đây chắc có gì quan trọng phải không? Quan trọng? Quan trọng chứ. Làm cán bộ như anh em mình thì cũng nên giảm bớt cái sự quan trọng với lại vấn đề đen Thành à. Tôi á cũng chúa ghét anh nào quan trọng quá vấn đề. Anh nói vậy chứ xung quanh anh rồi trên bàn làm việc của anh toàn là chuyện quan trọng. Ông có thấy từ ngày bung ra trong tỉnh mình á có rất nhiều công ty làm ăn thành công có lợi lớn, nhưng cũng có rất nhiều công ty có biểu hiện thua lỗ không? Vậy mới phù hợp với quy luật phát triển chứ anh. À, hợp với quy luật đúng, nhưng mà mình phải có biện pháp đối với mấy anh thua lỗ chứ. Cũng như bác sĩ bắt mạch, khi tìm đúng nguyên nhân thì mình điều trị được thôi. Chí phải. Tôi nói ông nghe, tôi đã bắt mạch thằng thua lỗ nhất lại chính là công ty xuất nhập khẩu của tỉnh. Đó là vấn đề lùng xùng nhân sự, chánh không chịu phó, phó không chịu chánh. Tức là đoàn kết nội bộ. Đúng. Do làm ăn thua lỗ nên anh nọ đổ lỗi anh kia, không ai chịu ai. Vậy thì ta phải thay đổi nhân sự. Không dễ, nhưng phải làm. Việc trước tiên là tìm người có uy tín và kinh nghiệm về đây dẹp loạn. Anh nói nghe ghê quá. Mất đoàn kết là loạn. Phải lo tập trung xây dựng cơ sở đảng và nội bộ ban giám đốc, rồi mới tính chuyện đầu tư vốn và hỗ trợ cho công ty này dứt dậy. Ý anh là... Ý tôi là... là phải tìm nhân sự để chuẩn bị cho việc cứu cái công ty đầu tàu của tỉnh. Ông xem có ai thì giới thiệu. Và ông nữa, có lẽ ông phải chuẩn bị tinh thần để lên tỉnh nhận công tác. Tôi à? Ông đã góp công đưa Biên Sa đi lên, thì nay ông phải phát huy kinh nghiệm đó để cùng ekip lãnh đạo đưa tỉnh này đi lên. Các cụ nói nhà dột từ nóc, mình phải củng cố nhân sự từ dưới lên trên, từ trên xuống cơ sở, không lơ tơ mơ được. Tôi muốn ông đã có kinh nghiệm nhiều ở Biên Sa, nay về lo tầm quản ở cấp tỉnh là ổn. Về nhiệm vụ được giao tôi không chối từ, nhưng mà mấy anh cân nhắc kỹ cái đã. Thôi vậy là được, mình xuống nhà ăn ăn trưa cho vui ha. Dạ xin phép anh hẹn dịp khác, tôi phải về họp thường vụ. Thôi được, nếu kẹt việc như vậy á thì tôi không giữ nữa. Nhớ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đó nha. Dạ cảm ơn anh, tôi về. Em nè, tụi mình đi với nhau giống như một đôi tình nhân vậy. Một đôi tình nhân? Anh nói như vậy mà không thấy ngượng hả? Chứ em muốn anh gọi là gì nè? Là gì cũng được, nhưng không phải là tình nhân. Em ghét từ đó lắm. Vậy mai mốt anh đi học về rồi cưới em thì gọi là gì nè? Mai mốt là khi nào chứ? Anh nghĩ chỉ có một mình anh được đi học thôi sao? Em ở nhà nhớ ngoan nha. Không dám ngoan đâu, người ta cũng đi học chứ bộ. Vậy thì càng hay. Em học gì vậy? Em được chú Xuân Thành giới thiệu cho học lớp văn thư lưu trữ ở tỉnh đó. Nè, không được lộn xộn đó nha. Cho anh tạm ứng đi mà, anh ăn nghỉ đó.
Không được. Em biết chuyện gì với Bảo Nhi chưa? Tất nhiên là biết rồi. Coi chừng họ cưới trước mình đó. Vậy thì sao chứ? Cặp đó đẹp đôi mà. Vậy mình không đẹp đôi sao? Thấy đẹp quá ha. Thôi phải làm lễ kìa. Kính thưa các cụ, cùng các ông các bà và các anh chị em, hôm nay là ngày vui đặc biệt của Đôi Uyên Ương này. Vậy xin mời các anh chị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để đón mừng Đôi Uyên Ương Nhi và Phi. Bảo Nhi, sao lại vậy vậy? Sao vậy em? Không có sao đâu chị, thực sự đừng có lo. Tại vì em thấy hạnh phúc quá. Anh hiểu. Em bình tĩnh lại đi. Mọi người đang cười kìa. Và để giúp vui cho ngày hôm nay, xin mời Út Hường lên hát để tặng cho cô dâu và chú rể. Mời Út Hường. Từ từ thôi bác. Từ từ thôi ông. Con để bác đưa con vào. Ở lại đây chơi. Để hai bác vô nhà nằm nghỉ nha. Dạ, thôi con cũng về. Con chào hai bác ạ. Con đi đi. Thôi, hai bác con vào nghỉ đi. Anh phải lên trển. Sao vậy? Không được đâu, anh phải vô nhà đã. Vài hôm nữa là bé Mai Phương đi học rồi mà. Đúng rồi đó bác. Bác vô nhà con chơi một chút xíu. Chút xíu rồi đi cũng được mà. Con đứng đợi bác chút nghe. Dạ. Đi con. Anh cho xe về trước đi nghe. Dạ dạ. Bác. Mời anh. Cảm ơn em. À Phương à. Dạ. Con nhớ nghe, trước ngày đi 2 ngày con phải điện thoại cho bác để bác đi tiễn con ra tận sân bay đó. Dạ con nhớ rồi bác à. Ừ. Anh nè, đám cưới của Bảo Nhi và Phi vui ghê ha. Đúng rồi đó má. Lần đầu tiên á mà con được đi dự đám cưới vui như vậy á. Đó là nhờ tài tổ chức của cậu Bảy Lâm Tiêu và cô Tư Nhớ đó. Ừ. Thôi bác với má ngồi đi chơi đi. Con đi vào trong con học đàn. Con nhỏ trưởng thành nhanh ghê đó mà. Mà nè, từ bây giờ em hãy xem nó là bạn, chứ đừng xem nó là con nít nữa. Nó lớn rồi, nó không chịu vậy đâu. Anh có vẻ là chuyên gia nuôi dạy trẻ con còn hơn là hiểu tâm lý phụ nữ ha. Em lại trách anh nữa rồi. Anh nè, hôm nay đi dự đám cưới tụi trẻ á. Em thấy tụi nó vui tươi hồn nhiên. Rồi nhiều lúc em thấy tụi nó khóc vì hạnh phúc. Em thấy mừng cho tụi nó lắm. Thì đó, nếu mà mình không bận công việc của Mai Phương á, thì lên trang trại của Hai Học với Úc Hường còn vui hơn nữa em à. Anh à, liệu đám cưới của mình có vui vậy không anh? Em à, thôi anh về trễ nghe. Sao vậy? Nhưng mà anh cũng phải nói đi chứ. Anh đừng có lung tung vậy nữa, em không chịu vậy đâu. Chắc có lẽ là sẽ sẽ không có đám cưới của hai đứa mình đâu. Anh nói gì? Em không hiểu. Em không hiểu tại sao lại như vậy. Em không hiểu nổi anh nữa. Em, anh, anh, em hiểu rồi. Anh về đi. Mai Hằng, em nói anh đi về. Em, anh đi về đi được không? Anh đi về đi, về đi. Thank you.
đi em cầm cho. Anh chị uống gì? Cho em một ly nước cam. Dạ. Dì cho em cà phê đá. Dạ cảm ơn. Anh à, vậy là tụi mình cũng yêu nhau được 7-8 năm rồi hả anh? Nhanh thật. Anh đi học đúng vào thời điểm mà các anh ở nhà đang cần mình. Không đi thì cũng không được, mà đi thì cũng áy náy quá chừng. Anh đi học ở Học viện Chính trị Quốc gia. Anh Úc Minh nói cũng là nhiệm vụ quan trọng, chứ đâu phải đi chơi đâu mà anh áy náy. Mà nè, tới thành phố em chỉ ở với anh một ngày thôi đó nha. Mời chị dùng nước. Dạ. Mời anh dùng nước. Cảm ơn chị. Thì anh đâu có được ở lại Sài Gòn đâu. Tới T78 rồi nhận vé đi Hà Nội, về thẳng học viện luôn. Thường vụ đã có thông báo rồi. Em nghe nói phụ nữ thủ đô đẹp lắm. Chỉ sợ là anh sẽ quên đường về thôi. Em học trong lớp văn thư, rồi xin ba má ra Hà Nội chơi danh một tuần nha. Chưa có cưới hỏi gì hết, làm sao có chuyện em xin ra đó với anh dễ dàng như vậy chứ. Thì em nói với ba má là em đi công tác. Nè, không ngờ anh cũng bày để em nói dối ba má vậy ha. Anh cũng nói với má là anh ra Hà Nội. Thế nào thì hè này anh cũng thu xếp để đưa má ra ngoài chơi một chuyến. Lẽ ra anh phải đưa má ra thăm thủ đô từ lâu rồi mới phải chứ. Má anh bà cứ mơ hoài là được ra ngoài thăm Lăng Bác và Hồ Gươm. Nếu có em đi cùng thì hay biết mấy. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nha, rồi khi nào cũng có dịp thôi. Nhất trí. Cưới xong rồi mình cùng ra thủ đô hưởng tuần trăng mật nha. Anh nói phải nhớ giữ lời đó nha. Anh hứa mà. Tính là tính như vậy thôi, nhưng không được sớm thỏa mãn đâu nghe. Anh cứ tin ở thằng Kính này. Công việc đã tính kỹ hết rồi, anh em sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất. Không tin ông á thì bây giờ tôi phải tin ai? Anh em mình làm việc với nhau cả hơn năm trời rồi, còn gì nữa, đúng không? Anh chú ý bồi dưỡng, giữ gìn sức khỏe, sắp tới ngày khánh thành rồi. À, cậu hỏi bên phòng kế hoạch xem lịch làm việc của anh em mình, rồi sáng mai mình cùng kiểm tra tiến độ thi công của đường trình cấp luôn nghe. Mọi chuyện tôi đã bố trí đâu vô đó hết rồi, anh không cần phải lên hiện trường đâu. Không lên làm sao được, mình thấy tiến độ vẫn còn chậm quá cậu à. Yêu cầu kỹ thuật không thể nhanh hơn được đâu. Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhanh nhanh, sốt ruột quá. Thì anh cứ hình dung giống như đổ trần nhà vậy đó. Người ta phải chờ cho xi măng nó khô xong rồi mới tiếp tục thi công lên tầng trên được. Còn ở đây thì yêu cầu khắt khe hơn, vì yêu cầu kỹ thuật tinh vi. Đúng rồi, khoa học kỹ thuật then chốt là ở chỗ đó đó, có đúng không? Dạ đúng rồi anh ba. Nói thiệt với anh ba chứ mọi việc ở đây cũng đã tạm ổn hết rồi, các hạng mục cũng đã vào guồng rồi. Chỉ có điều anh em là lo lắng cho sức khỏe của anh. Dạo này thấy anh ốm đi nhiều quá, vậy cho nên anh em họ cứ nhắc tôi hoài. Ôi trời ơi, cái tạng của mình là nói như vậy đó, không sao đâu. Anh nên nhớ, anh là cái máy chính của cả công trình lớn này, anh không được phép bệnh bất cứ lúc nào đâu nha. Mình nhớ rồi. Tại vì thời gian gần đây mình hay thức khuya quá nên hơi yếu. Anh em đừng có lo nghe. Anh mà không chịu nghỉ ngơi là mấy anh em ở trong công đoàn sẽ ra tay với anh đó. Rồi, kể từ giây phút này ba Thương sẽ chấp hành lệnh của công đoàn, được chưa? Anh hứa rồi đó nha, nếu sai tôi kỷ luật đó. À, chào anh. Chào anh Thanh. Anh xem thử tu trang trí như vậy được chưa? Đơn giản vậy mà đẹp đó nha. Ông có tác phong không cầu kỳ, tôi cũng mừng. Đây là quà của riêng mình, tặng đồng chí phó chủ tịch tỉnh.
tuyệt quá anh Thành ơi. Còn tuyệt hơn, vì đây là quà của anh Sáng Tân tặng mình hôm mình về tỉnh nhận công tác. Quà Sáng Tân tặng anh tặng lại tôi. Anh tặng mình hai cái, mình tặng lại anh một cái. Cảm ơn Thành nha. Đây là món quà vô cùng quý giá và ý nghĩa nhất đối với tôi. Phòng ốc như vậy ổn chứ? Có cần trang bị thêm gì nữa không? Như vậy là tốt rồi anh Sáu. Mình làm việc chứ đâu có ở lại đâu. Đêm nằm năm ở gì đó, chứ chỗ làm việc của cán bộ thì phải đàng hoàng, đừng xề xòa đơn giản quá. Nhưng mà cũng không đồng ý với mấy ông á, suốt ngày cứ lo kê bàn coi hướng, công việc thì chưa làm đã lo chạy chỗ. Tôi luôn không chịu nổi mấy ông trang bị phòng ốc giống như khách sạn vậy. Chỉ cần đầy đủ tiện nghi làm việc thôi, đừng quá trớn, anh em người ta coi thường mình. Ông đi khỏi huyện giữa chừng như vậy, biên xa ổn chứ? Ekip trẻ này á, tôi chuẩn bị lâu rồi. Phải tự hào báo cáo với anh Thành á, cán bộ công tác ở biên xa là phải được đặt lên hàng đầu. Chuẩn bị cho lớp kế cận đầy đủ quan điểm lập trường, giỏi về chuyên môn, từng trải trong đời sống, gần dân, gắn lý luận với thực tiễn, nhất định sẽ xứng đáng với truyền thống đó anh. Tôi cũng mừng cho ông, khi ra đi rồi không phải ái nái ân hận điều gì. Út Minh và Hai Chiến tuy trẻ người nhưng rất chững chạc, xứng đáng là lớp cán bộ kế cận của anh em mình. Nè, nghe nói ba Thương làm việc quá sức, mấy ông gần ổng phải thắng ổng lại, kẹo xuống sức là nguy lắm đó. Công việc đang ở thời điểm cao trào, gấp rút mà anh Thành. Nhưng cũng phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Mình thấy anh em kêu ba Thương ham việc quá, không cẩn thận gục đó nha. Ba Thương đâu còn trẻ nữa mà thắng với Phanh hả anh Thành? Đúng là không trẻ, nhưng mà phải nói là đã sắp già. Vợ con thì cứ lừng kha lừng khừng, không quyết định được. Suốt ngày cứ lo việc chung, thiệt tội. Chuyện riêng tư không cách gì góp ý được anh Thành à. Thà như họ ở trên rừng á, ta ra nghị quyết chi bộ là phải chấp hành theo. Đã hẹn sẽ gặp nhau nơi ấy, xanh một rừng cây và đẹp tiếng hát con người. Đường còn xa nhưng đôi chân vẫn dẻo dai, một mái nhà chung ấm áp phía chân trời. Gửi những ai còn ở lại, nơi nào hoang vu nhất, nơi đó vẫn ấm hơi người. Hãy hát về nhau trên đường thiên lý, và bỏ lại phía sau mặn đắng cuộc đời. Gửi những ai còn ở lại, nơi nào hoang vu nhất, nơi đó vẫn ấm hơi người. Hãy hát về nhau trên đường thiên lý, đi tới phía chân trời chỉ có một mặt trời.